Nhận định bóng đá Hà Nội với Ceres Negros, bán kết lượt về AFC Cup, khu vực Đông Nam Á, đội hình ra sân và phong độ gần đây của cả hai đội. AFC Cup là giải đấu có thể thức thuộc vào loại rắc rối hàng đầu hệ thống thi đấu quốc tế hiện tại. Giải đấu này được chia làm 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Chủ yếu các đội được chia theo các khu vực khác nhau, gồm Tây Á, Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Á, và các đội thuộc khu vực nào sẽ nằm chung bảng với những đội thuộc khu vực đó, để tiện trong việc di chuyển. Giải đấu hiện tại đã đi đến vòng bán kết ở các khu vực, tương đương với tứ kết toàn giải. Hà Nội đối đầu Ceres Negros là một trong hai cặp bán kết khu vực Đông Nam Á. Cặp đấu còn lại là Bình Dương gặp PSM Makassar. Ở trận lượt đi trên đất Philippines, Hà Nội đã xuất sắc có được trận hòa 1-1. Đây là lợi thế lớn cho đội bóng thủ đô trước trận tái đấu tối nay trên sân Hàng Đẩy. Phong độ hiện tại của Hà Nội có thể không tốt, khi họ chỉ thắng 1 trên 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, mỗi khi trở về tổ ấm của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Theo thống kê, 20 trận gần đây được chơi tại Hàng Đẩy, Hà Nội chỉ nhận một thất bại, còn lại là 17 chiến thắng, 2 trận hòa, 6 trận sân nhà gần nhất, Quảng Hải và các đồng đội toàn thắng. Bên phần sân đối diện, Ceres Negros cách đây hơn một tháng cũng từng đối đầu với một đội bóng Việt Nam là Bình Dương và đã nhận thất bại với tỷ số tối thiểu. Xét về thực lực, Hà Nội nhỉnh hơn hẳn so với đội bóng đất thủ, khi sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao chất lượng, từ nội binh cho tới ngoại binh, cộng thêm điểm tựa sân nhà, Hà Nội nhiều khả năng sẽ có chiến thắng. Dự đoán, Hà Nội thắng 2-0.